Hello, Shalom, xin chào bạn cho tình yêu của Cứu Chúa Jesus Christ. Đây là một cái video mà mình sẽ làm trong cái loạt bài chia sẻ về việc hôn nhân. Thì xây dựng hôn nhân là một cái việc dành cho tất cả những người đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, chưa có hôn nhân và mới có hôn nhân. Thì cái video này mình sẽ dành cho những đối tượng là những đối tượng chưa bước vào hôn nhân hoặc là đang chờ mong, đang trông đợi có một người đến với mình. Thì video này mình sẽ nói về cái vẻ bề ngoài quan trọng như thế nào, vẻ đẹp quan trọng đến thế nào. Thì đôi khi chúng ta sống trong Cứu Chúa Giêsu ấy và chúng ta tập trung về thuộc linh quá nhiều, nhưng chúng ta lại bỏ quên cái thuộc thể. Và thuộc thể đẹp đẽ là một điều rất là quan trọng, và chúng ta quên mất rằng là chúng ta cần có một thuộc thể đẹp đẽ. Thuộc thể đó là cái chân trái, còn thuộc linh là cái chân phải. Thuộc thể và thuộc linh phải nên cân bằng nhau, nên cân bằng nhau. Không cái chân nào quan trọng hơn, chân trái không quan trọng hơn chân phải, mà chân phải không quan trọng hơn chân trái. Ví dụ như các bạn thuộc linh rất là mạnh mẽ nhưng thuộc thể rất là yếu đuối, thì bạn sẽ nhìn thấy một cái chân to và chân bé, cơ thể của bạn sẽ bị lệch về một bên, thế thì sẽ không thể đẹp được. Cũng như vậy, ngược lại, nếu các bạn chỉ chăm sóc thân thể thôi, lúc nào các bạn chỉ chăm sóc cái xác thịt thôi, còn cái thuộc linh các bạn lại không chăm sóc, thì cái chân phải để bé teo, còn cái chân trái thì lại to lên, thì nó cũng sẽ bị lệch, đúng không ạ? Dù là lệch về phía nào thì cũng là lệch, cũng là xấu. Thì việc chăm sóc cái vẻ bề ngoài, chăm sóc xác thịt này, nó cũng quan trọng không kém với việc tâm linh. Tất cả mọi người đều muốn hướng về tâm linh, bởi vì là chúng ta vốn là con tâm linh xa rời Đức Chúa Trời. Cho nên là bây giờ chúng ta phải sửa cho mình một cái tâm linh đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đúng không? Thế nhưng đôi khi chúng ta lại quá tập trung tâm linh và quên đi mất cái vẻ đẹp. Nó có một cái lợi thế cực kỳ quan trọng, và là mình sẽ nói cho các bạn biết về cái lợi thế của vẻ đẹp. 5 lợi thế của vẻ đẹp các bạn đã nhìn thấy đây: giàu có, đáng tin, được yêu và quyền lực. Thì thực ra mình chỉ viết 5 cái từ ngắn gọn như thế này để các bạn có thể có cái tư duy thôi, nhưng mình sẽ giải thích cho các bạn. Cái người ta nói như thế này, ở đây có một cái câu gốc mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là trong ICT chương 2 câu 2 đó, chúng ta biết về nữ hoàng ICT rồi đúng không? Hoàng hậu ICT. Đó là các cận thần đề nghị hãy tìm cho vua những trinh nữ trẻ và đẹp. Bạn thấy điều quan trọng nhất là trẻ và đẹp đúng không? Trẻ đẹp cực kỳ là một tính từ rất là nhạy cảm ở đây. Và đẹp nó có 50 lợi thế ở đây, các bạn sẽ nhìn thấy này. Người trẻ đẹp sẽ được tiến vào cung vua đâu, nó thể hiện cái sự giàu có rồi, đúng không? Nó thể hiện cái sự quyền lực rồi, thể hiện cái sự được yêu rồi, đó, thể hiện cái sự gọi là được trân trọng rồi, được chú ý rồi, đúng không? Đó thật là người đẹp ấy, họ rất dễ làm giàu, họ rất dễ giàu trở nên giàu có, họ rất dễ kiếm được nhiều tiền. Người đẹp ấy, người ta đôi khi chỉ lợi dụng cái nhan sắc của mình một tí thôi, đi bán ảnh thôi, đi làm poster cũng là một cái rất là nhiều tiền rồi. Giàu có, người đẹp ấy, họ dễ quen và quan hệ được với những người đẹp khác và quan hệ được những người giàu khác. Người đẹp ấy, thì trong một cuốn sách nghiên cứu về tâm lý ấy, ta nói rằng là những câu nói của người đẹp ấy, đáng tin hơn là những câu nói của người xấu. Dù là những câu nói đó giống nhau hay là khác nhau hay như thế nào, thì câu nói của người đẹp vẫn đáng tin hơn. Người đẹp có khả năng lừa dối, có khả năng cám dỗ tốt hơn, vì họ dễ dàng làm cho người khác tin cậy hơn, làm cho người khác tin cậy hơn. Đôi khi người ta nhìn thấy đẹp ấy, ta cứ nghĩ là họ đáng tin, họ đáng tiền, nhưng mà chúng ta không biết là đẹp nó, không biết là họ đang lợi dụng cái đẹp để lừa dối chúng ta. Đôi khi nó như vậy. Và đôi khi có những người ấy, nhìn thấy cái đẹp ấy thì xỉu luôn, nhìn thấy cái đẹp bị hấp dẫn quá và gần như đánh mất bản thân mình luôn. Và vẻ đẹp nó có quyền lực như vậy, nó thu hút, nó cám dỗ, nó tạo ra một cái sức mạnh gì đó rất là lớn, tác động đến những người nhìn thấy cái vẻ đẹp. Ví dụ bạn nhìn thấy một cái xe đẹp, bạn đã thấy rất là ham muốn rồi, chứ đừng nói là nhìn thấy một cái người đẹp đứng bên cái xe đẹp nữa, đúng không? Nó là một sự ham muốn rất là cực lớn, thì nó là thể hiện một cái quyền lực cực kỳ kinh khủng. Cái từ được yêu lên người đẹp thì chắc chắn được yêu rồi, trong một cái đám đông, trong một cái môi trường nào đó, bạn nhìn thấy một người
phụ nữ rất là đẹp đúng không ạ? Có 5 người phụ nữ mà đi với nhau, bạn nhìn thấy có một cô gái rất là xinh, rất là đẹp, cô đấy lại tiến đến gần với bạn bắt chuyện bạn thì bạn sẽ yêu cô đấy đúng không? Còn 5, còn 4 cô kia thì chắc bạn đã thích đúng không? Bởi vì là 4 cô đấy xấu đúng không? Nó là như vậy. Có một câu nói mà ta thường thường cười đùa với nhau này, đó là nhan sắc không quan trọng đâu, thế nhưng mà khi mà đi tán gái mà thấy con người ta xấu quá thì chạy mất dép rồi còn đâu nữa tán, đúng không? Thì thực ra là cái vẻ đẹp rất là quan trọng. Thế nên là mình nói thật bạn này, đó là các bạn phải đẹp, đúng không? Các bạn phải đẹp. Đẹp thì sẽ giúp các bạn giàu có, đẹp sẽ lời nói của các bạn sẽ tự dưng sẽ có trọng lượng hơn, không biết kiểu gì nhưng mà chắc chắn nó sẽ tự dưng đáng tin, là người khác sẽ tin người đẹp hơn hơn là người xấu. Đẹp thì bạn sẽ dễ dàng mở rộng mối quan hệ, dễ dàng xây dựng mối quan hệ đẹp với người ta, tự dưng người ta kết bạn với các bạn, người ta thích kết bạn với người đẹp, không thích kết bạn với người xấu. Đấy, người ta nghĩ rằng là có trong thì bong ra ngoài, cái bên ngoài mà xấu thì chưa chắc cái bên trong có đẹp. Đấy, nhưng mà người ta biết là cái người này ngoài mà đẹp thì chắc có lẽ bên trong sẽ tốt, bởi vì nó là con lợn có béo thì lòng nó ngon mà. Đấy, con người nó có cái tâm lý, gọi tâm lý dây chuyền như vậy, tâm lý gọi đánh đồng như vậy. Đấy, thế nên các bạn phải đẹp đúng không, quý phái, các bạn lộng lẫy, các bạn cao sang, các bạn giá trị đúng không? Ý là đẹp sẽ được yêu, sẽ được chiều đúng không? Đẹp sẽ có quyền lực, đẹp sẽ có một quyền lực các bạn ạ. Đẹp sẽ có một cái quyền lực của vẻ đẹp. Vẻ đẹp có thể sai khiến người khác đấy các bạn. Vẻ đẹp có thể sai khiến những người khác rất đẹp là khiến những người khác bị thu hút, bị kiểm soát bởi cái vẻ đẹp của bạn luôn. Họ đánh mất bản thân họ luôn, họ đánh mất cái tâm trí của họ, và bạn có cái quyền lực như vậy, nó có sức mạnh như vậy. Thế thì nói thật các bạn này, nhiều người ấy, tập trung vào làm đẹp đúng không ạ, và đi spa, đi các thẩm mỹ viện, rồi là nghiên cứu làm sao để đẹp, ăn uống cái gì cho đẹp đúng không, thì đấy là cái điều bình thường không sao cả. Nhưng mà nói thật các bạn này, nếu như các bạn làm cho mình trở nên giàu có, các bạn làm cho các bạn trở nên giá trị đáng tin, các bạn tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội, ra đường các bạn được người khác yêu quý, các bạn đạo đức với người khác và người khác đạo đức với các bạn, và các bạn trong xã hội các bạn có một cái vị trí nhất định trong xã hội và vị thế nhất định, thì tự dưng các bạn đẹp. Đẹp không phải có nghĩa là nó chỉ là cái vẻ bên ngoài, đẹp nó tạo nên cho các bạn 50 điều này, nhưng mà chính 5 điều này nếu các bạn có được thì các bạn cũng tạo nên cái đẹp. Đấy, đẹp nó là mối quan hệ, ở đây nó là mối quan hệ tương sinh cho 5 điều này. Ví dụ như các bạn giàu thì các bạn sẽ rất dễ làm đẹp. Ví dụ như các bạn đáng tin thì người ta sẽ nghĩ là bạn có tâm hồn đẹp, bạn là người đẹp. Không phải là đẹp về ngoài mà đẹp về tâm hồn, đẹp về cái giá trị bản thân của các bạn, đẹp về cái cốt lõi của các bạn. Đây là mình muốn nói các bạn này, các bạn làm đẹp bằng cách là xây dựng 5 điều này, không phải là xây dựng cái việc là các bạn đeo đổ vàng trang sức, không phải là cái việc mà các bạn đi thẩm mỹ viện hay này khác. Cái việc đấy là cần phải có, đúng không? Chăm sóc sức khỏe bản thân, chăm sóc xác thịt, mình cũng nói chăm sóc thể xác thì chăm sóc thân xác, tập gym thường xuyên, ăn uống, đấy là cái việc bên là cái điều bình thường rồi. Nhưng mình muốn các bạn tập trung vào đây, tập trung vào 5 điều này, đúng không? Các bạn biết là duyên là xả dối, sắc là hư không, nhưng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là quan trọng nhất, đúng không? Thì các bạn, mình nói các bạn này, tập trung vào 5 điều này thì các bạn sẽ trở nên đẹp. Các bạn cứ trở nên giàu có đi, từ các bạn sẽ thấy bạn đẹp hơn ngày xưa. Đấy, các bạn cứ làm cho nhiều người khác tin cậy bạn đi, các bạn đáng đồng tiền đi, các bạn có giá trị đi, các bạn sẽ đẹp hơn ngày xưa. Các bạn tạo được nhiều mối quan hệ tốt đi, mối quan hệ tốt, bạn quan hệ với những người giỏi đi, quan hệ với những người có quyền lực đi, và các bạn trở nên quyền lực đi, thì thực sự các bạn sẽ đẹp và được yêu luôn. Các bạn hãy gây dựng những điều này, các bạn hãy đối xử tốt với người khác. Thì bây giờ mình sẽ nói trong đoạn bài này. Thứ nhất là chúng ta này, cái khiến mình xấu đi ấy, và không thể đẹp lên được, khi mà các bạn cứ đánh giá quá cao về một ai đó và hạ thấp bản thân mình. Có một người đã từng hỏi Lộc như này, đó là trong tất cả ca sĩ thì anh hâm mộ ai? Lộc nói là không hâm mộ ai cả, không hâm mộ ai cả. Thế trong tất cả các diễn viên thì bạn thích ai? Lộc nói là không thích một diễn viên nào cả, không hâm mộ, không thích, không hâm mộ diễn viên nào cả. Gọi là xem, thích thì cũng là ở cái dạng là bình thường thôi. Thấy họ diễn viên là thích thôi. Đấy, như thì mình nhìn thấy một cô gái đẹp, nó xinh mình có thích không? Mình có thích nhưng mà thấy là thích bằng cái con mắt dục vọng thôi, đúng không ạ? Trong Sáng Thế Ký chép như thế này, 29 câu 17 này, đó là mắt Leia thì yếu, còn da trên thì có dáng người cân đối và nét mặt xinh tươi. Đồng nói thật với các bạn này, các bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh, các bạn sẽ thấy là Jacob Israel ấy, đúng không ạ? Chạy trốn anh mình và
đi sang nhà ở nhà cậu và cậu có hai cô em gái. Thì khi mà nhìn thấy Gia Trên xinh gái hơn, dáng người cân đối, nét mặt xinh tươi hơn, thì Jacob yêu Gia Trên. Jacob đã yêu Gia Trên, nhưng Lea thì ghen tị với Gia Trên và cậu thì lại gả Lea cho Jacob trước, và Gia Trên vẫn là vợ hai của Jacob, nhưng mà Gia Trên được yêu hơn. Gia Trên được yêu hơn vì bởi vì đơn giản thôi, Gia Trên đẹp hơn. Gia Trên đẹp hơn, và suốt cuộc đời của Lea, suốt cuộc đời của Lea phải sống với sự gọi là tranh chiến với em mình. Cuộc sống này đấy, nó nằm ở cái việc so sánh, và các bạn đánh giá cao quá về ai đó thì suốt cuộc đời này các bạn cứ phải tranh chiến với người khác và các bạn mất đi quyền lợi của mình. Mất đi quyền lợi của mình. Đức Chúa Trời thấy Lea nép vế đấy, nên là Đức Chúa Trời cho Lea sinh nhiều con cái hơn cho Jacob. Còn Gia Trên chỉ sinh được hai người thôi. Thì cái câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký này nó cho các bạn biết là cái đẹp nó có lợi thế như nào, cái đẹp nó có giá trị như nào. Nhưng mà cái người đẹp thì cần phải chăm sóc về cái mặt tâm hồn của mình, và cái việc đấy là việc của người ta, đúng không? Còn cái việc của bạn cơ. Và ví dụ như bạn là Lea, bạn không phải là Gia Trên, bạn cũng là người nữ nhưng bạn xấu hơn người ta, bạn cùng yêu một chàng trai với người ta nhưng bạn không đẹp bằng người ta, bạn không như này với người ta, bạn không này, nên là lộc đó thật bạn à. Điều đó là điều bình thường thôi, điều đó là điều bình thường thôi. Chúa yêu ái Gia Trên, chữa cho Gia Trên dáng người cân đối đẹp nét xinh tươi hơn, thì chắc chắn Chúa cũng yêu ái bạn một cái gì đó, nhưng chẳng qua bạn không nhận ra thôi, bởi vì bạn quá yêu cái người kia. Bạn hiểu không? Khi bạn yêu một người nào đó quá đấy, thì bạn luôn đặt ra câu hỏi là người kia cần cái gì, người kia cần cái gì. Đấy. Bạn sợ được, sợ mất. Đấy. Bạn sợ được sợ mất, bạn liệu là không biết là mình đã nói theo đúng chưa, mình hành xử thì anh ấy có thích mình không, không biết là có phải anh thích con bé cái hơn không. Đấy. Hay là mình không được như nó rồi, là hậm hực với cuộc sống của người khác. Các bạn luôn luôn làm như vậy thì đôi khi các bạn đánh mất cái vẻ đẹp bản thân thật sự các bạn. Người ta không yêu bạn, đơn giản là không yêu bạn. Thế thôi, bạn không phù hợp. Đừng nghĩ là bạn xấu, hay đừng nghĩ bạn không bằng, hay là bạn nghĩ bạn không phải được như người ta, hay là vì thế này kia. Bạn lúc nào yêu đương mà bạn sợ mất, sợ được thì không bao giờ làm được. Vì đấy là sự lệ thuộc và sự so sánh. Bạn bị lệ thuộc vào sự so sánh với người khác trong tình yêu. Bạn so sánh là anh ấy quá nhiều đối thủ. Mặc kệ nó đi, nó không yêu bạn ấy, bạn yêu người khác. Bạn hiểu không nhỉ? Bạn hãy coi điều đó là nhẹ nhàng đi. Cuộc sống này bạn phải nhìn cái câu mình nói là độc lập tâm lý. Các bạn ạ, độc lập tâm lý, bạn phải là người dũng cảm. Trong cuộc sống này bạn là người đương đầu với tất cả mọi thử thách, đương đầu với tất cả mọi cuộc chiến. Nhưng bạn cứ yếu đuối hèn nhát như vậy thì làm sao mà các bạn chiến đấu được. Và khi mà các bạn yếu đuối hèn nhát như vậy đấy, thì bạn không những không yêu được cái người mà bạn đang yêu ấy, mà lại không yêu được ai nữa luôn. Đấy, bởi vì không có một người đàn ông hay một người phụ nữ nào lại yêu một người đối phương mà thiếu cái tính chất tự tin của cuộc sống, không có cái sự dũng cảm trong cuộc sống, lúc nào cũng yếu đuối, lúc nào cũng em thế này, em không bằng người ta, em sinh ra thế này, gia đình nhà em thế này, rồi là em bé người, em nhỏ người, em yếu, rồi là em không ăn học, nên tất cả các bạn lúc nào cũng như thế. Phải than vãn làm gì, cố gắng lên các bạn, cứ lo lắng sợ hãi rồi liệu có phải, nhưng mà nghĩ như vậy thì các bạn hỏng luôn đấy. Các bạn hiểu không nhỉ? Đôi khi các bạn nhìn thấy Lea đấy, không xinh gái, cảm giác như mình như Lea không xinh gái, không đẹp bằng Gia Trên, lúc nào cũng phải tranh chiếm cái tình cảm của chồng dành cho mình đó, thì các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ rất là khó khăn trong cuộc sống này. Nói lên một cái việc đó là bạn đang mất cái khả năng kiểm soát tâm trí của chính mình. Đây mình sẽ nói đây, khả năng kiểm soát tâm trí của chính mình. Người ta nói rằng nếu như bạn kiểm soát được tâm trí của bạn ấy, kiểm soát tâm trí của bạn thì bạn sẽ làm chủ cuộc chơi cuộc đời mình. Và một người xấu như con kiến nhưng vẫn đẹp tựa nữ thần, vì họ đẹp từ cái tâm họ phát ra. Bạn sinh ra như thế nào đấy, nó không quan trọng, quan trọng là bạn đang nghĩ như nào. Bạn có một khí chất kiêu hãnh ấy, bạn không cúi đầu với hiện thực, bạn luôn luôn tự tin cuộc sống, bạn khẳng định là tôi có giá trị và tôi sẽ vượt lên được. Tôi không phải giá trị của tôi, Chúa không cho tôi làm bằng cái vẻ bề ngoài, hay không cho tôi làm bằng cái điểm này thì chắc chắn Chúa đã cho tôi làm bằng cái điểm khác. Các bạn hiểu không nhỉ? Có đấy, người đấy không yêu các bạn, đấy là việc của họ, và đấy là lỗi lầm, và đấy là sự lựa chọn của họ. Các bạn không phải ganh tị với họ, không phải ganh tị với người yêu của họ, hay ganh tị với đối thủ các bạn. Các bạn hiểu không nhỉ? Trong tình yêu các bạn phải độc lập về tâm trí của mình, các bạn phải dũng cảm lên, điều đó là điều bình thường. Nếu như không phải người này sẽ có một người khác. Các bạn hiểu không nhỉ? Đừng bao giờ đánh giá cao quá về một ai đó cả, bởi vì các bạn không so sánh với nhau bằng việc cao thấp,
Vậy ạ, trong cuộc sống này Đức Trời tạo ra các bạn khác nhau để so sánh, thì các bạn hãy so sánh là mình khác cô ấy điểm gì và mình hãy phát triển cái điều khác biệt đó, vì đó là bạn, bạn mới sống là chính bạn. Đức Trời không muốn các bạn so sánh cao hay thấp, đồng nghĩa là trước mặt Đức Trời các bạn bằng nhau, nhưng mà Đức Trời muốn là mỗi người làm nhiệm vụ khác nhau trên đất này nên Ngài tạo ra chúng ta khác nhau. Nếu như các bạn mà bây giờ các bạn xem video này mà các bạn là người khuyết tật chẳng hạn, hoặc là các bạn đang bị tai nạn hay bị làm sao đó và đã trở nên khuyết tật, hoặc đã trở nên như thế nào đó, các bạn đã gọi là bất hạnh cuộc sống, thì hãy nhớ cái điều này mình nói, các bạn vẫn phải có một khí chất kiêu hãnh, không cúi đầu trước hiện tại, không cúi đầu trước hiện thực, phải kiêu hãnh, phải dũng cảm, phải độc lập tâm lý của mình, phải chiến đấu. Đấy nhé, mình nói các bạn như vậy. Đừng so sánh các bạn với ai đó cả. Đừng vì là người ta yêu cái người đó thì các bạn đi so sánh người đó. Các bạn phải nhớ này, không có người đó, không yêu cái người bạn đang yêu đấy, thì sẽ có người khác. Được. Còn anh ta muốn yêu ai hay cô ta muốn yêu ai, đây là việc của họ. Bạn hiểu nhỉ? Cuộc sống các bạn phải độc lập tâm lý và dũng cảm như vậy. Mình muốn hỏi các bạn một câu, đó là ngày hôm nay các bạn thế nào? Các bạn phải tự giúp bản thân mình, phải tự giúp chính mình vươn lên, phải tu dưỡng, phải rèn luyện, phải tập luyện, phải phấn đấu, phải chiến đấu, phải thể dục, phải mỗi ngày phải đẹp lên. Ngày hôm nay các bạn thế nào? Hãy trả lời câu hỏi này cho mình. Mình chỉ hỏi các bạn một câu này thôi. Các bạn hôm nay tiêu cực cái gì thì hôm nay các bạn vất đi rồi. Ngày hôm nay các bạn không có năng lượng gì, không làm được cái việc gì gì. Các bạn chẳng thấy chán đời gì, các bạn thiêu đốt thời gian của mình vào phim ảnh gì. Các bạn không giải quyết được một việc gì, các bạn không làm được việc gì. Đấy là ngày vất đi, ngày tồi tệ nhất của đời bạn đã đến rồi. Hãy nói cho mình biết ngày hôm nay của bạn thế nào. Còn còn rèn luyện không? Còn tập thể dục không? Còn nghe bản nhạc vui không? Còn tiến lên, còn phấn đấu, còn học tập, còn làm việc không? Còn ước mơ, còn tương lai không? Các bạn đôi khi các bạn nói tôi không có người yêu, tôi chưa có người yêu, tôi đang cô đơn, các bạn suy sụp. Ngày hôm nay các bạn thế nào? Hãy trả lời các bạn. Hãy viết ra ngày hôm nay của các bạn cho Lộc. Và các bạn nhớ này, mọi điều trên thế gian này ấy, là bạn tự nghĩ và tự quyết định thôi. Những gì mà nó không thể giết bạn ấy thì nó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Bạn không chết thì tất cả những cái gì đó nó đang xảy đến cho cuộc đời bạn, những điều đó không thể giết chết bạn được, không thể giết chết bạn được, và những điều đó chỉ khiến cho bạn mạnh mẽ lên thôi. Nhưng tại sao hôm nay bạn lại yếu đuối, tại sao hôm nay bạn lại yếu đuối? Mọi điều ấy chỉ là do bạn tự nghĩ ra rồi, tự quyết định đấy rồi. Bạn chọn lựa đi, chọn lựa là bạn phải tốt hơn đi, bạn hiểu nhỉ? Thì các bạn phải đẹp hơn, đúng không? Các bạn tự duyên là giả dối, sắc là hư không? Các bạn kính sợ Đức Giê-hô-va, kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi các bạn. Người ta gặp là ô xinh gái thế, ăn mặc đẹp thế, đúng không? Ô dạo này béo tốt tròn, trông bắt mắt thế, trông ăn thế, hay là mông đẹp thế, hay là eo thon thế, trông duyên dáng thế, trông sexy, trông gợi cảm thế, trông quyến luyến thế, nhìn thấy em anh chỉ muốn yêu em luôn thôi. Đấy là những cái lời giả dối thôi, đấy là những cái lời khen ngợi về cái nhan sắc bề ngoài thôi. Cái điều quan trọng ấy là cái đức tin. Quyết định của bạn ngày hôm nay, những định nghĩa mà bạn đang định nghĩa cho chính bạn ngày hôm nay, nó đang kéo bạn đi về đâu? Đó. Những cái gì không thể giết chết bạn, nó sẽ khiến bạn mạnh hơn. Hãy nhớ câu này. Đó. Không gì chỉ có thể giết chết bạn đâu. Không gì thì bạn, chỉ có duy bạn thôi. Chỉ có bạn mới giết được bạn thôi. Không có một điều gì có thể giết chết bạn, trừ khi bạn cho phép làm điều đó. Trừ khi bạn định nghĩa, bạn tự quyết à, không có anh ấy thì mình sẽ chết, không có cô ấy thì mình sẽ chết, mình không thể yêu ai được chỉ yêu cô ấy thôi. Thế là các bạn nên dở các bạn. Mình gây, nói là tôi thật là gây dựng hôn nhân ấy, phải quản, phải gây dựng cuộc đời của bạn chứ. Thực ra những gì bạn phiền não, bạn lo lắng, bạn suy nghĩ, nó không ghê gớm như bạn tưởng tượng đâu, nó không ghê gớm như bạn tưởng đâu các bạn ạ, không ghê gớm như bạn từng nghĩ đâu. Cuộc đời là vô thường, và đã vô thường thì các bạn không cần phiền não gì cả. Đã biết vô thường thì không cần phiền não, các bạn hiểu nhỉ? Không cần phiền não. Không có tình yêu không sao cả, chưa có tình yêu không sao cả, không chưa có tình yêu không sao cả các bạn nhớ nhá. Chưa có tình yêu, chưa có người yêu, hoặc người đấy không yêu bạn, người đấy yêu người khác cũng không sao cả. Các bạn phải mạnh mẽ lên, cứ bình tĩnh, đúng không? Cứ bình tĩnh. Cái giá trị cốt lõi các bạn là giá trị ở bên trong, các bạn đang định nghĩa bạn như thế nào đấy. Sự thì, các bạn phải làm cho mình giàu đi, các bạn trở nên, làm cho mình trở nên ngon đi, trở nên có địa vị xã hội đi, trở nên đáng tin cậy đi, trở nên người tốt đẹp đi, trở nên là người có tiếng tốt đi. Tự dưng các bạn sẽ có giá trị ngay, tự dưng các bạn sẽ có người yêu ngay, tự dưng các bạn sẽ có những người đến với các bạn ngay, tự dưng các bạn sẽ quan hệ với nhiều người khác ngay. Đừng cố gắng theo đuổi ai đó mà hãy theo đuổi cái tương lai của bạn, theo đuổi con người tốt hơn, phiên bản tốt hơn của chính bạn ấy, thì người khác sẽ phải theo đuổi bạn. Bạn hiểu không nhỉ? Người khác sẽ phải chú ý đến bạn. Đấy. Vì đôi khi chúng ta đặt những điều thế gian quan trọng hơn tình yêu Đức Trời, quan trọng hơn Chúa. Nên là mình đặt cái câu
răng nhất chương chương 2015 ở đây này, chớ yêu những điều trong thế gian. Chớ yêu điều trong thế gian, và nếu ai yêu những điều trong thế gian ấy, thì tình yêu Đức Trời không ở trong người đấy. Các bạn hiểu không nhỉ? Ở đây này, đôi khi ta yêu quá nhiều thứ. Mình cần cái điều gì quan trọng hơn tình yêu của Chúa đây? Mình cần điều gì quan trọng hơn Đức Thiên Đàng này? Mình cần điều gì hơn đây? Tôi nói thật các bạn, không có người yêu hay chưa có người yêu, nó chẳng sao hết. Chưa người yêu hay không có người yêu chẳng sao cả. Cô đơn cũng chẳng sao cả. Vì mình không yêu cái thế gian này. Các bạn hiểu không nhỉ? Mình không thuộc cái thế gian này. Người yêu sẽ đến. Người yêu sẽ đến. Các bạn nhớ này. Người chồng, người vợ các bạn sẽ xuất hiện. Chỉ là hiện tại. Không phải là người bạn đang theo đuổi. Chỉ là hiện tại. Nó chưa xuất hiện thôi. Thế cho nên khi bạn yêu thì tình yêu đấy, bạn nhớ này, vẫn là quan trọng nhất tình yêu của Chúa. Và nếu như bạn cứ coi trọng là phải có xe, có nhà, có cưới chồng hay thế này thế kia, phải quan trọng thế này thế khác, thì cuộc sống như thế các bạn bất an lắm. Bất an lắm bởi vì bạn yêu thế gian rồi. Yêu thế gian rồi, bạn nhớ nhá. Chỉ cần này, bạn còn sống, bạn vẫn còn sức khỏe, thì bạn có thể làm lại hết. Chỉ cần sinh mạng này không mất đi, bạn vẫn còn sinh mạng này và vẫn còn sống, vẫn còn khỏe, thì bạn có thể làm lại hết tất cả mọi thứ, không sao cả. Mất đi tình yêu không sao hết. Đấy, nên là mình cái video này là cái video gây dựng hôn nhân, nhưng mà mình muốn tập trung vào việc cái đó là trước khi gây dựng hôn nhân ấy, các bạn phải đánh giá được bản thân các bạn, phải gây dựng cuộc đời các bạn đã. Các bạn hiểu không? Đôi khi mình thấy có rất nhiều người là suy sụp bản thân của mình, vất đi, suy sụp mặc dù là rất sống khỏe, đấy, vẫn vui vẻ, vẫn công ăn việc làm tốt, nhưng mà chỉ vì thất tình thôi, nhưng mà cuộc đời toàn bộ suy sụp. Quên đi quá khứ đi các bạn ạ. Chẳng sao hết, đấy, nhớ này, ba chữ là chẳng sao hết. Các bạn hiểu chưa? Cuộc đời nó nhẹ như lông hồng rồi. Các bạn khi các bạn có được tâm tư này thì các bạn sẽ tỏa nắng, các bạn sẽ tự dưng các bạn sẽ ra làm ánh sáng, các bạn sẽ tỏa nắng ấm áp, các bạn sẽ vô tư, các bạn không lệ thuộc vào ai, mà người khác sẽ bị thu hút bởi cái sự tỏa nắng của các bạn. Hãy nhớ hai cái từ này, tỏa nắng và vô tư. Tình yêu nó đến từ đây đó. Không ai muốn yêu một cô gái mà buồn rầu cả, không ai muốn yêu một chàng trai mà u uất cả. Các bạn hiểu không? Một người phải vô tư, con người nó tâm trí họ phải sáng thì cái khí phách con người họ mới tỏa nắng được, thì người đấy mới vô tư được. Bạn nhớ hai cái từ cốt lõi này, tỏa nắng và vô tư. Các bạn ok nhé. Tiếp theo là bây giờ là nếu như các bạn mà gặp một người yêu hoặc các bạn đang yêu mà các bạn chưa trải qua được cái tâm lý này, thì hãy nhớ này, trong Nhã Ca đã viết một câu mà mình trích rất là mình quên mất không trích, vẫn để chỉ cho các bạn ấy tra câu này nhé. Đó là tôi thuộc về người yêu dấu và người yêu dấu tôi thuộc về tôi. Tức là tôi thuộc về người yêu tôi và người yêu tôi thuộc về tôi. Khi người ta yêu đến một cái đỉnh điểm nào đó thì người ta muốn kiểm soát, muốn sở hữu người yêu của mình. Nó ngộ dại. Khi yêu đến một đoạn này nó cực kỳ là nó ngốc nghếch khờ khạo. Và cái video này mình muốn nhắc cho bạn một điều, đó là sự lựa chọn hay sự chọn lựa nó không liên quan gì đến việc lệ thuộc vào cái việc đó. Bạn đã rất lâu rồi chưa có người yêu, và bây giờ tự dưng có người yêu, tự dưng được xây dựng một mối quan hệ gọi là yêu đương, và các bạn muốn sở hữu người đó luôn. Tất nhiên là người yêu các bạn sẽ thuộc về các bạn, đúng không? Và bạn sẽ thuộc về người yêu các bạn thôi, nhưng mà các bạn lại bị lệ thuộc. Lệ thuộc ở đây nó là mang tính chất là gì? Đó là các bạn mất hoàn toàn kiểm soát về cái mặt tâm trí của các bạn ấy. Tâm trí của bạn, bạn không thể kiểm soát được nữa, mà bạn lúc nào cũng nghĩ về người đấy, không biết là nhắn tin như thế là anh ấy có đọc không, anh ấy nhắn tin thế anh có vui không, hay mình nói thế có sai không, mình mua thế anh có thích không, mình làm thế anh có để ý gì, hay là không biết là cô ấy làm sao như nào. Lúc nào cái tâm trí bạn nó bị kiểm soát hoàn toàn về cái việc là tình yêu và cái việc về anh ấy hay cô ấy, về đối phương, nó bị lệ thuộc quá. Còn hiểu không nhỉ? Tất nhiên là đây là một cái đỉnh điểm với một con người khi yêu. Khi yêu rất nhiều người yêu một cách hết lòng, cách cháy bỏng, lập tức là yêu một cách trọn vẹn luôn, lập tức là yêu một cách là không có ai có thể thay thế được luôn. Điều đó là một cái điều tốt thôi, nhưng mà đôi khi cái đối phương ấy họ không trân trọng cái điều đó. Bạn đôi khi đối phương, nên là các bạn đừng có cái tâm trí nó lệ thuộc là dở lắm. Và khi các bạn đánh mất cái sự tự do trong tâm trí của các bạn thì đó là một điều ác, đó là một điều ghê tởm và điều đáng sợ các bạn. Vì các bạn hoàn toàn mất sự tự do về mặt tâm trí. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giêsu xuống giải cứu con người khỏi sự áp bức và tù đày. Mà bây giờ các bạn tin Chúa rồi, nhưng các bạn chỉ vì hai chữ gọi là yêu và tình yêu, chỉ vì cái gọi là một cái tình yêu mà các bạn đánh mất đi sự tự do. Tức là các bạn đã làm sai Kinh Thánh rồi.
Chúa đến để phóng thích, Chúa đến để giải phóng các bạn khỏi nô lệ. Còn các bạn yêu, nó bị lệ thuộc vào tình yêu quá. Tình yêu là nó chiếm trọn cuộc đời các bạn rồi, không phải Chúa nữa rồi. Thì mình phải nhớ các bạn này. Nên mình nói các bạn, tình yêu thương phải cho thành thật. Nếu các bạn yêu một người khác thì hãy cứ yêu thành thật. Và hãy tin rằng người đấy cũng yêu bạn thành thật. Nếu như các bạn phát hiện rằng người kia không thành thật với bạn, thì chúng ta sẽ dừng lại. Và các bạn không phải lệ thuộc vào người đó. Không phải làm cố gắng như thế này, cố gắng như thế kia, bị mất hoàn toàn kiểm soát tâm trí các bạn. Lệ thuộc vào anh ấy như này như kia. Và đặc biệt là lệ thuộc vấn đề kinh tế hay tài chính. Nó cực kỳ kinh khủng. Cái cực kỳ kinh khủng nhá. Mình sẽ nói một cái vấn đề này sau. Vì cái lệ thuộc về kinh tế tài chính này nó sẽ liên quan đến việc cưới nhau cơ. Cho nên mình chưa nói về việc bạn cưới nhau, mà nói yêu nhau thôi. Nhưng mà mình thấy rằng có rất nhiều người là khi yêu đã lợi dụng nhau về tiền bạc rồi. Thì đây là một điều khá là ghê tởm đấy. Nên là yêu phải cho thành thật. Các bạn hiểu nhá. Tất nhiên là các bạn nghèo, các bạn yêu người giàu không sao cả. Nhưng mà nó phải thành thật. Và cái tâm trí của các bạn xác định đó là cái người nó thuộc về các bạn. Nó không phải là vì tiền mà tôi yêu anh ấy. Thôi mình sẽ nói cái việc đấy sau. Nhưng mà mình muốn nói ở đây là khi các bạn hai người yêu nhau á, thì nó sẽ đến một cái đỉnh điểm. Đó là anh ấy phải thuộc về tôi thuộc về anh ấy. Không lúc nào kiểm soát nhau. Và đôi khi các bạn sợ hãi mất người ấy quá. Thì là các bạn nhớ này, sự lựa chọn nó không liên quan đến sự lệ thuộc cả. Và các bạn phải tin nhau. Vì trong cơ đốc nhân mình ấy, nó phải có một loại tình yêu, loại tình yêu chân thật. Để cho các bạn biết các bạn không bị gò bó về tình yêu, không bị bó buộc bởi vì cái mối quan hệ này nó phải thế này thế kia. Nếu như người ta đã không xác định với bạn một cái tình yêu quan trọng, thì các bạn cũng xác định với họ một tình yêu không quan trọng, chỉ là hai người tìm hiểu nhau thôi. Các bạn hãy nhớ như vậy. Lệ thuộc quá làm gì, đúng không ạ? Tiếp theo là mình sẽ chỉ cho các bạn cách để gây dựng tình yêu. Nếu như các bạn không lệ thuộc vào nhau, không kiểm soát người ấy, thì làm sao để cho người ấy sẽ không lìa bỏ bạn, sẽ không rời bỏ bạn. Thì đó là bằng cách là nói với bạn, nếu bạn nói là tôi không yêu, tôi không thích thì nó sẽ rất đau. Nó đau cho người ta. Nên bạn nói là tôi chưa sẵn sàng thì sẽ tốt hơn. Thì người ta cũng sẽ hiểu thôi. Đã hiểu nên mà nó hiểu. Người ta sẽ hiểu, người ta sẽ từ bỏ mối quan hệ đó thôi. Nhưng mà ý là nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nên cái đây là cái nguyên tắc mà tuân thủ khi yêu và khi không yêu. Rồi video nó dài rồi thì mình sẽ chốt ở đây. Đó là các bạn sinh ra để làm vui lòng ai. Đó là các bạn sinh ra để làm vui lòng ai. Đó là phải làm vui lòng các bạn trước. Đẹp là quyền các bạn. Các bạn có trở nên tốt đẹp hay không, đó là quyền các bạn. Đẹp và giá trị cho mắt người khác, đẹp và vinh hiển cho mắt người khác, đẹp và tuyệt vời cho mắt người khác. Mọi quan điểm về người khác với bạn này là do bạn. Đúng không? Đây là mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn hãy nhớ điều này. Các bạn phải gây dựng giá trị của mình, làm cho mình trở nên đẹp hơn. Đẹp không phải là quyền của Chúa đã tạo ra các bạn như thế. Chúa tạo ra bạn như thế rồi, nhưng mà vẫn còn quyền của bạn chưa được thực hiện đâu. Bạn vẫn còn quyền làm cho bạn đẹp hơn đấy, nhưng mà bạn chưa thực hiện đâu. Bạn nhớ như vậy. Thôi mình chốt ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác. Mọi quan điểm về ngoại hình của tôi chỉ đạt ở mức trung bình theo các tiêu chuẩn của sách vở thôi. Những gì bên trong mới thực sự khiến tôi trở thành một người xuất chúng. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn. Mong là các bạn hiểu hết cái video này, các bạn có điều gì hỏi ấy, thì hãy chia sẻ cho mình. Nếu các bạn xây dựng được giá trị của mình, xây dựng được cái vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp bên trong các bạn tốt lên, thì nghiễm nhiên các bạn sẽ có người yêu, nghiễm nhiên các bạn sẽ có một hôn nhân tốt và cuộc đời sau này cũng sẽ rất là tốt. Hôn nhân sẽ rất là tốt. Gây dựng hôn nhân nó là chính là gây dựng cái vẻ đẹp của tâm hồn, vẻ đẹp của bên ngoài nữa, vẻ đẹp của cuộc đời nữa, và vẻ đẹp của một con người chất lượng, giá trị, vinh hiển, kiêu hãnh, tự tin, dũng cảm, đức tính tốt lành nha. Rất nhiều thứ mà mình muốn chia sẻ ở trong cái video này, trong bài học này, nhưng mà nó có nghĩa là nó phải vài tiếng đồng hồ cơ. Nhưng mà thời gian mình cố gắng ngắn gọn, không biết các bạn có hiểu không, nhưng mà cố gắng ngắn gọn thì đây là một cái bài mình không muốn chia làm hai ba bài, một cái bài mình không muốn chia làm hai ba bài vì là cái bài này nếu mà giảng hai ba bài không đủ được. Mà mình chỉ muốn nói là các bạn hãy nhớ những cái câu slogan của mình, những câu insight của mình để nó ăn cuộc đời các bạn, và các bạn sẽ làm theo và các bạn tự dưng nó sẽ hiểu được thôi. Còn để như các bạn mới lớn hoặc như thế nào thì các bạn phải đọc sách, đúng không? Phải đọc sách. Mình sẽ cố gắng sẽ có những cuốn sách tuyệt vời chia sẻ với các bạn. Mình sẽ viết ra nha. Còn nếu các bạn đã trải nghiệm rồi, đã 2 năm trả ra rồi, mình nghĩ là video các bạn hiểu hết. Goodbye nhá. Để các bạn.